Mới đây, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã có cuộc chạm trán ngay trận đấu đầu tiên của hai đội tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Bầy voi chiến đã may mắn thoát thua trước đoàn quân của huấn luyện viên Gong Okyun khi Suvarnabhumi gỡ hòa ở phút 90+2. Dù có được một điểm quý giá, nhưng đội bóng xứ chùa vàng vẫn chưa thoát được cái rớp buồn mỗi khi chạm trán với U23 Việt Nam. Rõ ràng, trong những năm gần đây, U23 Thái Lan không thể thắng được đoàn quân sao vàng. Dù đã thay rất nhiều huấn luyện viên, nhưng thành tích cao nhất chỉ là cầm hòa được Việt Nam. Tờ báo của Thái Lan Siam Sport đã có một bài viết với tiêu đề Thống kê đáng buồn, 4 năm thay 5 huấn luyện viên mỗi khi đối đầu với U23 Việt Nam. Trong bài viết đã nhấn mạnh, mặc dù U23 Thái Lan đã hòa U23 Việt Nam, thế nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Guragut Simaka không thể phá rớt buồn mỗi khi đối đầu với đoàn quân sao vàng. Trong 4 năm gần đây của U23 Thái Lan với Việt Nam, rất thú vị, dù voi chiến có đỉnh xuất sắc nhất nhưng cũng không thể thắng được đoàn quân sao vàng trong khi đã thay tới 5 huấn luyện viên. Có thể nói, bóng đá ở cấp độ đội tuyển Thái Lan và Việt Nam ở Đông Nam Á được đánh giá là kẻ tám lạng, người nửa cân. Thế như ở cấp độ trẻ, đoàn quân sao vàng được cho là mạnh hơn rất nhiều so với voi chiến. Minh chứng rõ ràng nhất là trong 7 trận đấu gần nhất của hai đội đối đầu với nhau, phần thắng nghiêng về đoàn quân sao vàng với thành tích bất bại 4 thắng và 3 hòa. Dù đã làm đủ mọi cách, từ thay huấn luyện viên đến triệu tập toàn sao châu Âu trở về. Thế nhưng, voi chiến chỉ nhận kết quả tốt nhất là cầm hòa được Việt Nam. Sau trận hòa 2 đều ở vòng chung kết U23 châu Á, người hùng trong trận đấu này của U23 Thái Lan là Suvarnabhumi đã thừa nhận rằng đội nhà hòa là do may mắn. Thật may mắn khi U23 Thái Lan vẫn có điểm trước U23 Việt Nam. Chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng, nhưng chỉ tiếc không thành công. Giờ đây, U23 Thái Lan chỉ còn một lựa chọn là đánh bại U23 Malaysia. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và gửi lời động viên tới đội bóng. Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, sau khi đăng tải bài viết kết quả trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam, rất nhiều cổ động viên Thái Lan đã vào bình luận dưới bài viết. Một cổ động viên Thái Lan đã nhận định: "Trận này Việt Nam đá rất hay, còn đất nước của tôi cần phải cải thiện việc chơi bóng của toàn đội rất nhiều. Hệ thống đội hình đều không ổn so với Thái Lan." Một cổ động viên khác cũng bình luận: "Không sao Việt Nam, Thái Lan hòa trận này là may mắn. Tất cả Đông Nam Á đều công nhận Việt Nam giỏi hơn Thái Lan. Việt Nam hiện là vua của Đông Nam Á." Có thể thấy ở thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam vẫn nhỉnh hơn so với Thái Lan. Nhưng giải đấu giờ mới bắt đầu, đoàn quân của huấn luyện viên Gong Okyun vẫn phải cải thiện rất nhiều điều. Ở lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn của bảng đấu khi chạm trán với U23 Hàn Quốc. Đây là đội bóng quê hương của thuyền trưởng Gong Okyun. Nói về trận đấu sắp tới, vị chiến lược gia Hàn Quốc cho biết: "Tôi là người Hàn Quốc nhưng giờ làm việc cho Việt Nam nên tôi sẽ tập trung tối đa, cố gắng tập cho đội để có thể đạt kết quả tốt. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận này vì U23 Hàn Quốc rất mạnh. U23 Việt Nam vẫn còn 2 trận nữa nên cơ hội rõ ràng vẫn còn. Tôi sẽ có kế hoạch cho 2 trận tới và tin tưởng tuyệt đối ở các cầu thủ của mình." Ở trận đấu tiếp theo vào ngày 5 tháng 6, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. Tới ngày 8 tháng 6, đội bóng của huấn luyện viên Gong Okyun sẽ đối đầu với U23 Malaysia. Toàn bộ thông tin liên quan đến vòng chung kết U23 châu Á sẽ được Nextsport cập nhật nhanh nhất và chính xác. Các bạn đừng quên like cũng như theo dõi fanpage và YouTube của Nextsport để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.